Và xin chào cả nhà nha. Hôm nay em vừa mới về được một cái lô mai giảo siêu nụ mới nha cả nhà. Thì cái lô này quấn rễ là cực đẹp luôn ha. Em bán với giá là 300 ngàn một cặp, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn. Và cái lô này thì Tết chúng ta chơi Tết được rồi nha cả nhà. Đây, cái gốc như thế này đây. Cây rất là đẹp nha, sắp tiền cốt luôn rồi đó. Cái này em ghép cũng được tầm khoảng 1 năm rồi ha. Đó, đây là cái gốc nha. Cái này là giảo siêu nụ nha cả nhà. Cái mắt lá như thế này là Tết nó ra nụ rất là nhiều luôn nha. Đây, đó, cái rễ này thì rễ lò xo nè. Đó, cây thì xum xê tốt luôn, rất là cứng cáp luôn nha. Rồi, đây, đây thêm một cái cây này, đế rất là đẹp luôn. Đó, cái này đang chuẩn bị ra thêm một cây đọt nữa ha. Cái này về chúng ta lấy bo xong rồi chơi Tết luôn nha. Chơi Tết ok luôn. Đây, nói chung cái bộ gốc cây này rất là ok luôn á. Em nói đủ kiểu, đủ hình hết ha. Đó, đây nè. Rồi, đây. Đó. Đó, cái này chuẩn bị ra thêm một cây nữa nha. Cây rất là ngon lành luôn. Đây, cái gốc của nó đây. Rồi, đây. Đó, cây như thế này đây. Rất là đẹp nha cả nhà. Rồi, em bán với giá là 300 ngàn một cặp. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Cây rất là xum xê luôn ha. Bộ gốc thì đẹp lắm. Bộ gốc nào cũng đẹp hết. Đây, đủ kiểu, đủ hình nha. Đó, cây này rất là cứng cáp luôn rồi nha. Cây này là dạng hàng đôn á. Hàng đôn mà giờ nó ra đó. Đây. Đó, cả nhà thấy rất là đẹp luôn ha. Cây rất là xum xê luôn. Rồi, cây này em bán với giá là 300 ngàn một cặp. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Đó, cây này là dạng hàng đôn nha cả nhà. Rồi, ai thích thì liên hệ bên vườn mai chích chè bông nha. Này, đó, gốc của nó nè. Cái chọt ghép của nó rất là mập. Và cái lô này đặc biệt là Tết nay chơi Tết ok luôn nha. Rồi đây em sẽ lấy một số trong đây. Đây là cả nhà. Đó, gốc của nó đó ha. Cái tán thì xum xê nha. Kẹo tàn lắm rồi. Đây. Đó, chuẩn bị ra thêm một cái cơi nữa ha. Rồi, ai thích thì liên hệ bên vườn mai chích chè bông nha.